vừa chứ thôi, trái mùa là bỏ vừa vừa chứ không hỏng như lúc kia mùa được. Cơm ngon muốn nhiều. Năm muối năm học chứ. Rồi, hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Đó, hiện tại mình đang ở dưới sầu riêng Phương Trang các bạn. Địa chỉ là 182 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình các bạn. Đó. Mấy trái này to to không các bạn? Ôi trời trời trời. Đúng rồi. Cổ hồng đó. Sáu. Lâu rồi không thấy trái bảy học ha. Hồi xưa em quay được hai trái bảy học. Cái đó phải nó bự nó mới bảy học, cho nên nhỏ nhỏ thì bảy học không nổi đâu. Dạ. Hiếm lắm, thịt bự đó. Hên dữ lắm là có. Nó tầm khoảng bao nhiêu đứa cho nên có. Đi nè. Một trăm tám mươi hai Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình nha các bạn.